Xin chào các bạn, đây là chiếc Realme 11 Pro đầu tiên tại Việt Nam đã về tới Mobile City. Và trong video ngày hôm nay hãy cùng mình mở hộp trải nghiệm nhanh em siêu phẩm này nhé. Bắt đầu thôi, siêu phẩm giá rẻ thôi. Đây sẽ là phiên bản RAM 12 bộ nhớ 256. Em này đã bị bóc siêu qua trước rồi nha. Kiểu hàng nóng mà. Ồ, không có hộp để đựng phụ kiện. Chúng ta sẽ có một cái ốp lưng, giấy tờ linh tinh. Nhưng mà chính của chúng ta đây, để tạm sang một bên. Một củ sạc SuperVox công suất tối đa khoảng 6-7W, vẫn là đầu A2C thôi, và một sợi cáp bình thường. Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta. Uầy, đẹp nhờ. Bấm một cái tem đã. Dã man. Các bạn thấy sao về thiết kế của chiếc Realme 11 Pro? Quá ấn tượng luôn ấy. Tầm giá khoảng 6 triệu, đẹp dã man. Đây sẽ là mặt lưng giả da, sờ sướng phết. Và khi mình bấm vào này, không để lại dấu vân tay nha. Ở giữa sẽ là hai cái đường chỉ, thực sự rất chất. Nó là hai đường chỉ khâu này với cả một cái đường vàng vàng ở giữa. Đẹp dã man. Cụm cam cứ như kiểu Xiaomi 13 Ultra ấy nhỉ, nhưng mà sẽ không bị quá lồi nha. Bóng bẩy, sang trọng. Nó gọi là lồi lên một tí thôi. Khung viền của máy tuy chỉ được làm từ nhựa nhưng mà cũng rất bóng bẩy, màu vàng luôn. Nói không ngoa chứ trong tầm giá khoảng 6 triệu ấy, theo mình đây sẽ là chiếc máy có ngoại hình ấn tượng và đẹp nhất. Quan điểm của mình thôi nha. Soi kỹ hơn cái đường ở giữa này, các bạn sẽ có biểu tượng 100 megapixel. Nhưng mà cái phần cụm cam trông ngầu thế thôi chứ còn thực ra sẽ chỉ có một cam chính này với cả một cam ultra wide các bạn nha. Đây sẽ là một cái cam giả này. Fake fake. Đèn flash 100 megapixel. Bên phải tăng giảm âm lượng với cả phím nguồn. Phía trên là mic cộng với cả loa ngoài. Bên cạnh trái không có gì cả. Dưới là khe cắm sim, mic, cổng tai si và loa ngoài. Em này thì cũng hai sim rồi. Khi gắn ốp vào trông nó sẽ như này nha. Vẫn đẹp nhờ, bóng bẩy thực sự luôn. Chúng ta sẽ có một cái màn hình cong kích thước là 6,7 inch, độ phân giải Full HD cộng, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa sẽ là 950 nits. Màn cong rất sexy đúng không? Cái phần cằm với cả trán này siêu mỏng luôn. Và khi mà so với cả chiếc Realme 10 Pro Plus, các bạn nhìn này, mới nhìn lướt qua ấy thì mình sẽ tưởng là chiếc Realme 10 Pro Plus nó mỏng hơn cơ, cái phần cằm ấy, nhưng mà thực tế nó là bằng nhau các bạn nhá. Đây, khi mà để hai máy chạm cằm vào nhau ấy, các bạn sẽ quan sát rõ hơn. Bên tay phải của mình là chiếc Realme 11 Pro này, đúng không? Rõ ràng là từ ngoài cùng của máy vào tới màn hình ấy, hai máy là như nhau. Chẳng qua là do thiết kế cái phần khung viền của chiếc 10 Pro Plus thì tạo ra cảm giác mỏng hơn một chút mà thôi. Nhưng mà thực sự trong tầm giá khoảng 6 triệu thì viền màn hình của cả hai sản phẩm đều rất là ấn tượng. Dã man thật. Bạn nào mà fan của màn hình cong với cả viền mỏng thì 6 triệu đã đủ để thỏa mãn các bạn rồi. Về chất lượng màn hình thì sao? Công nhận cái phần cằm mỏng đem lại trải nghiệm sướng nha. Chưa biết hiển thị tốt hay không nha, cằm mỏng đã phê rồi. Màn khá trong và rực rỡ. Theo đánh giá cá nhân của mình nha, nó sẽ không khác nhiều so với cả chiếc Realme 10 Pro Plus đâu. Tức là giải trí rất ok, đậm đà nịnh mắt, nhưng mà bị sai màu nhiều. Mình cảm giác đang bị đẩy tông màu cam lên quá đà. Đó, thực sự cái quả cằm này quá sướng. Màn cong sexy, góc nhìn thì rất tuyệt vời. Em này cũng sẽ có hai loa stereo để mình kiểm chứng xem là chất lượng loa có được cải thiện hay không nhá. Chứ còn đời trước thì tệ quá. Đầu tiên mình thấy là cái phần âm lượng loa trên và dưới ấy, có lệch nhưng mà rất nhẹ thôi các bạn nha. Có vẻ ok hơn đời cũ đấy. Chất lượng thì sao? Khi mà nghe khoảng 6-70 thì ok, gọi là tạm tốt. Chứ còn khi để mắc thì công nhận là không phải tốt trong tầm giá nữa rồi. Nó gọi là đủ dùng thôi, âm bát khá là dày dạc. Nhưng mà rất may nha, so với cả đời trước thì khi các bạn bật mắc âm lượng ấy, cái phần mặt lưng là bằng da mà, nó sẽ không bị rung nhiều, đỡ gây khó chịu cho tay. Đó. Hiện tại thì chiếc Realme 11 Pro này đã chạy trên phiên bản là Realme UI V4.0 chính thức rồi nha. Đó, với Realme thì các bạn sẽ full tiếng Việt. Đây là phiên bản RAM 12, bộ nhớ 256 này, bật cả 4GB RAM nữa. Sở hữu con chip là Dimensity 7050 6nm. Về cơ bản mình thấy, xung nhịp với cả GPU thì nó rất là giống so với cả Dimensity 1080. Thì để xem là hiệu năng ra sao nhá, mình sẽ chấm một cái bài AnTuTu Benchmark. Thực sự quả màn hình quá phê. Mình là fan của màn cong mà, nhìn sướng vãi. Ok, máy sẽ được 545.000 điểm. Trong đó thì CPU 143 này, GPU cũng khoảng 140 luôn. Và khi mà so với cả Dimensity 1080 của chiếc Realme 10 Pro Plus,
có cao hơn một chút nhưng mà không nhiều nha, chỉ khoảng gần 30.000 điểm mà thôi, tức là khoảng 7-8%, đúng không? Và điểm số CPU với cả GPU giống hệt nhau, nó khác về cái phần mem thôi. RAM với cả ROM của chiếc 11 Pro thì đang xịn hơn. Cụ thể hiệu năng của con chip Dimensity 7050 trên chiếc Realme 11 Pro ra sao, mình xin hẹn các bạn ở các video sau nhé. Mình sẽ có các bài test game chi tiết cho em nó. Còn hiện tại thì với trải nghiệm của mình thì giao diện của Realme mà rất ok, nhẹ nhàng. Nó có phần là nhanh với cả mượt hơn so với cả MIUI của Xiaomi. Về camera thì sao? Chúng ta sẽ chỉ có một cam chính là 100MP ở chính giữa này, cộng với cả một cam phụ macro 2 chấm thôi. Đây là cái phần cam fake. Cam selfie của máy sẽ là 16 chấm. Các bạn quan sát trên màn hình một số kiểu ảnh mình vừa chụp nhanh nha. Khi mà chụp ngoài trời thì công nhận ảnh từ Realme cho ra luôn sáng sủa, tươi tắn, rất là nịnh mắt. Các bạn sẽ không cần phải chỉnh sửa quá nhiều. Tổng thể ảnh rất ok, các bạn dùng được ngay. Hơi tiếc là không có cam góc siêu rộng nha. Khi chụp trong phòng thì sao? Ảnh nó vẫn sáng các bạn nha. Nói chung Realme mà, thuật toán làm khá ok. Mỗi tội là khi chụp tối thì công nhận chi tiết sẽ bị mất đi khá là nhiều, cộng với cả noise nữa, phần cứng không quá tốt. Ảnh selfie thì da mặt rất là mịn màng luôn, đẹp trai. Ok, mình đã quay phim trên chiếc Realme 11 Pro. Bây giờ thì mình sẽ thử đi bộ này. Đang cầm bằng một tay nha. Có chống rung khoa học OIS. Bây giờ thì mình sẽ thử chạy nha. Ok, thử lia xem là có ổn định hay không. Hơi tức cái khoản OS thì thực sự là hơi tệ nhỉ. Có vẻ như OS này fake rồi. Về cảm biến vân tay, vị trí hơi thấp nhỉ. Các bạn sẽ phải với ngón tay khá là nhiều. Tốc độ thì cũng bình thường thôi, nó không quá nhanh đâu. Đấy, phải giữ rõ ràng một chút. Kém hơn chiếc Xiaomi 10S mình đang dùng. Về dung lượng pin của máy, các bạn sẽ có 5000 mAh đi kèm với cả sạc 67W. Đây là một thông số hết sức bình thường rồi, không yếu nhưng mà cũng không quá trâu. Tổng kết lại theo mình thấy về chiếc Realme 11 Pro, ấn tượng nhất vẫn sẽ là về phần thiết kế này, đẹp nhất tầm giá luôn. Thậm chí với quan điểm cá nhân của mình nhá, nó có nhiều nét còn đẹp hơn cả chiếc Xiaomi 13 Ultra. Quan điểm của mình thôi. Và thứ hai, màn hình của máy sẽ có cái phần 4 viền rất là ấn tượng, quá sexy luôn. Còn lại những trang bị khác thì ở mức bình thường nha các bạn, gọi là đủ dùng. Và hơi tiếc các bạn sẽ không có cam góc siêu rộng. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Realme 11 Pro? Trong tầm giá khoảng 6 triệu thì có đáng mua hay không? Cũng như hãy check giá cụ thể dưới phần mô tả cũng như bình luận game nhé. Giờ thì xin chào, bye bye. Thank you.